Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì cái video lần trước á, mình đã hướng dẫn các bạn đọc giá trị của một số lời cảm biến và hiển thị cái giá trị đó lên điện thoại di động để có thể dễ dàng theo dõi và thực thi những cái lệnh trong những cái dự án về IoT của mình. Thì cái video lần này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cao lên, đó là mình sẽ ứng dụng mình chế tạo một cái đèn ngủ dựa vào cái cảm biến ánh sáng này. Thì cái đèn ngủ này á, nó có thể tự bật tắt thông qua cái độ sáng của môi trường. Các bạn có thể lập trình nó bật hay tắt lúc nào tùy ý các bạn muốn. Có nghĩa là dựa vào cái tín hiệu mà cái cảm biến ánh sáng này nó đưa ra đó, các bạn có thể lập trình ở trên cái code đó, cho nó tắt mở theo ý của các bạn muốn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái phần đầu tiên, đó là mình sẽ nói sơ về cái yêu cầu chính của cái hệ thống này. Rồi, thì thông qua cái bài tập này á, thì các bạn có thể tự chế cho mình một cái đèn ngủ tự động thông qua cảm biến ánh sáng. Cái đề bài người ta yêu cầu đó là đọc giá trị của cảm biến ánh sáng thông qua chân A0 ở trên cái nó MCU, sau đó chuyển sang phần trăm và gửi cái giá trị lên Blink app thông qua cái chức năng Value Display V2. Thì cái phần này là hôm trước mình đã hướng dẫn rồi nè, ở cái video lần trước mình đã nói rất kỹ cái này rồi, các bạn có thể xem lại nha. Rồi, sau đó mình sẽ điều khiển LED dựa vào cái độ sáng. Thì nếu mà cái giá trị cảm biến á, nó bé hơn 20% á, thì mình sẽ bật đèn. Có nghĩa là cái độ sáng nó thấp á các bạn, thì mình sẽ bật đèn lên. Còn nếu mà ngược lại thì tắt đèn đi. Rồi, thì thông qua cái bài tập như thế này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nó. Và sau đó các bạn có thể tự chế tạo cho mình một cái đèn ngủ đơn giản, có thể bật tắt tự động nha. Rồi, thì đầu tiên á, mình sẽ kết nối cái mạch điện này nha các bạn. Rồi thì cái cách nói của cái con cảm biến ánh sáng này á, thì ở video trước mình nói rất kỹ rồi, bây giờ thì mình không nói lại nữa nha, mình làm nhanh thôi. Các bạn xem lại để biết cách kết nối nha các bạn. Rồi, cái chân A0 này nè, thì mình sẽ cắm vào cái chân A0 này, mình sẽ cắm vào cái chân A0 ở trên cái con nó MCU nè. Rồi, còn cái chân ZND này mình sẽ cắm vào cái chân hàng âm nè, cái hàng nối đất á. Rồi còn cái chân VCC này nè, mình sẽ cắm vào 3.3V. Rồi ok, con cảm biến con LED đỏ này á, thì mình sẽ cắm vào cái mặt của mình. Rồi con này là con điện trở R. Rồi cái con đèn, cái đèn này mình sẽ điều khiển thông qua cái chân D2 ở trên cái nốt MCU nha các bạn. Thì cái cách mà kết nối cái đèn LED á, mình cũng đã có video hướng dẫn rất rõ rồi, các bạn xem lại trong cái video của mình đã nói rất kỹ những cái phần này rồi. Rồi cái chân ZND ở trên cái con nốt MCU này mình sẽ nối ra cái hàng âm này. Rồi xong rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ thiết lập ở trên cái điện thoại nha các bạn. Rồi thì các bạn mở điện thoại lên, các bạn vào cái phần mềm Blink này cho mình nha. Rồi sau đó các bạn nhấp vào màn hình nè, các bạn chọn cái chức năng Value Display nè. Rồi các bạn thiết lập cho nó, thì các bạn chọn ở đây tên thì mình đặt tên là ánh sáng nè. Rồi cái chân ảo thì mình chọn đó là chân Virtual V2 nha các bạn, tại vì cái đề hồi nãy người ta yêu cầu là V2 đó. Rồi ok, mình chỉnh là 1 giây nè, có nghĩa là 1 giây nó sẽ truy xuất dữ liệu một lần. Rồi ok, rồi thì thiết lập ở trên cái điện thoại coi như xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần lập trình nha, lập trình cái phần code nha. Rồi thì các bạn mở cái phần mềm Arduino lên cho mình nha, thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì đây là cái phần code mà mình đã vừa hướng dẫn xong ở cái video trước về cái cách mà đọc cái cảm biến ánh sáng, sau đó chuyển cái giá trị lên điện thoại. Thì ở đây mình sẽ không nói lại nữa, bây giờ mình nói nhanh thôi. Thì đầu tiên á, mình cái phần này là phần khai báo nè. Thì cái chân A0 á, mình sẽ gán một cái biến analog pin để là mình khai báo biến value và biến phần trăm. Rồi ở vòng lập void loop á, thì mình sẽ dùng cái lệnh đó là analog read nè, để mình đọc cái giá trị của cảm biến đó. Sau đó mình gán một cái biến value, sau đó là mình dùng cái lệnh map nè để mình chuyển sang phần trăm nha các bạn. Mình chuyển sang phần trăm. Rồi sau đó mình sẽ hiển thị cái giá trị phần trăm đó lên điện thoại thông qua cái lệnh này, đó là cái lệnh blink.virtualwrite này nè. Rồi thì hôm trước là mình đã hướng dẫn tới đây,
bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm cái phần này. Rồi ok, bây giờ cái đề người ta yêu cầu là gì? Cái đề hồi nãy người ta yêu cầu nè, đó là nếu mà cái giá trị cảm biến á, có nghĩa là cái giá trị phần trăm á, nó ánh sáng nó bé 20% thì mình bật đèn. Rồi thì bây giờ mình viết code cho nó nè. Đó là if nè, mình dùng đoạn if nè, if phần trăm. Phần trăm là cái này nè các bạn, cái giá trị của cái cảm biến ánh sáng đó, phần trăm nè mà bé hơn hoặc bằng 20%. Bằng 20. Rồi. Thì sao? Nếu mà cái giá trị phần trăm này nó bé hơn 20 á thì chúng ta bật đèn led lên đúng không các bạn? À thì bật đèn led thì mình sử dụng cái chức cái lệnh đó là digital write. À ở trên đây mình chưa khai báo biến nè, bây giờ mình khai báo biến nha các bạn, mình define nè. Mình define hồi nãy cái con led á, cái con led hồi nãy ở trên cái mặt của mình á, mình đã gắn cái chân D2 thì bây giờ mình sẽ đặt nó là tên đó là led nè, là cái chân D2. Rồi. Ở phần bmod này thì mình bmod led là ở mức output nha các bạn. Bmod nè. Led nè là output. Ok. Rồi. Rồi bây giờ quay lại cái lệnh này nè các bạn. Nếu mà cái giá trị phần trăm á nó bé hơn bằng 20 á thì có nghĩa là mình dùng cái lệnh digital write này nè, có nghĩa là led của mình sẽ 2, có nghĩa là mình bật đèn lên. Đó. Rồi. Đúng rồi. Rồi ngược lại thì sao? Ngược lại có nghĩa là nếu mà phần trăm mà eo có nghĩa là ngược lại đó các bạn, cái này có nghĩa là ngược lại nè. Rồi ngược lại, nếu mà phần trăm của mình nó không phải bé 20% thì có nghĩa là lớn 20% á thì cái led của mình sẽ tắt đi. Đó thì mình dùng cái lệnh đó là digital write. Led của mình sẽ tắt đi thì mình sẽ để mức low. Rồi. Rồi, ok, thì cái phần code của mình coi như đã viết xong. Bây giờ mình sẽ gắn cái cổng USB rồi vào, sau đó mình sẽ bấm vào cái nút upload trên đây để mình nạp code vào nha các bạn. Rồi. Rồi, thì sau khi mà các bạn nạp code xong á thì các bạn mở cái điện thoại của mình lên nè. Rồi, các bạn vào Blink app nè. Sau đó các bạn nhấn một cái nút cái dấu tam giác ở đây là các bạn kết nối nè. Rồi, thì như các bạn thấy nè, giá trị ánh sáng của mình bây giờ đang là 52% nè, do có đèn nè. Các bạn thấy chưa? Bây giờ mình lấy cái tay mình che cái đầu dò ánh sáng lại nha các bạn, cái đầu dò ánh sáng nè, bây giờ mình lấy tay mình che lại nè. Đó thì các bạn thấy không, cái phần trăm ánh sáng nó còn 13%, có nghĩa là nó bé hơn 20% đó, thì cái led đỏ nó sáng nè các bạn thấy chưa. Rồi mình thả tay ra nè, có nghĩa là ánh sáng tăng lên nè, thì tắt nè, đó nó hoạt động nhẹ, tối nè, trời tối nè thì đèn led sẽ sáng lên nè. Bây giờ mình thả tay ra từ từ nè, đó thì độ sáng nó sẽ tăng dần lên, đó lớn 20% thì led đỏ sẽ tắt, thì chưa, bé hơn 20% thì led đỏ sẽ sáng. Đó thì các bạn có thể dựa vào cái hệ thống như thế này để các bạn có thể chế một cái đèn ngủ, các bạn sáng tạo lên thêm. Mình thì ở đây là mình làm đơn giản nhất có thể thôi, tại vì mình không có đi dịch, là do là dịch cho nên mình không có đi mua đồ này kia được, thì các bạn có thể sáng tạo lên. Rồi thì video của mình chỉ có như vậy thôi, các bạn có thể tự sáng tạo lên. Thì các bạn có thể thay cái đèn led này nè bằng một cái đèn nào đó, thì cái nguyên lý hoạt động nó cũng vẫn như vậy thôi. Nhưng mà khi mà các bạn thay cái đèn led này nè bằng một cái đèn nào đó khác thì các bạn phải điều khiển thông qua một cái relay nha. Thì nó kích, nếu mà các bạn để kết nối thẳng vào những cái chân này thì nhiều khi nó bị cái nó sẽ làm hỏng cái mặt của mình. Thì mình sẽ điều khiển nó thông qua một cái relay nha các bạn. Rồi thì ở video lần này thì chắc là mình chỉ hướng dẫn tới đây thôi. Thì hy vọng là sau cái video này, cái bài tập mà mình đã đề ra cho các bạn đó, thì các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái cách thức hoạt động của cái hệ thống IoT này, và cái cách thức giao tiếp giữa cái điện thoại của mình và cái Node MCU này, để các bạn có thể tự sáng tạo những cái dự án Arduino mà nó hay hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Rồi, ngoài ra thì mình có thể nâng cao cái hệ thống này lên nữa các bạn. Đó là ở trên cái điện thoại di động á, mình sẽ thiết lập hai cái chế độ cho cái đèn này, đó là một là chế độ tự động, hai là cái chế độ
tự điều khiển cầm tay. Có nghĩa là khi mà mình để nó ở chế độ tự động á, thì nó sẽ tự bật tắt đèn dựa vào cái độ sáng của môi trường. Còn nếu mà mình chuyển sang cái chế độ tay á, thì mình có thể điều khiển cái đèn, có nghĩa là mình bật tắt thông qua một cái nút nhấn ở trên cái điện thoại. Đó, mình điều khiển từ xa được luôn. Thì tại vì mình sợ là mình gộp vô một video á, thì hướng dẫn nhiều quá các bạn bị ngợp, cho nên là trước mắt là mình hướng dẫn đơn giản như vậy trước. Chắc video lần sau mình sẽ hướng dẫn tiếp có những cái chức năng khác của Blink App. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video đó giúp cho mình nha. Rồi, chào các bạn thân ái và hẹn gặp lại. Bye bye.